Nếu bằng lá cây với thảo dược thì tốt quá. Nó sẽ ăn vào cho sức khỏe, sẽ không gây hại cho da đầu. Chào các chú ạ. Hiện tại thì cháu đang thực hiện một chuỗi series thử thách, đó là nhuộm tóc phủ bạc miễn phí dành cho người cao tuổi và các cô chú anh chị em lao động. Không biết là chú có đang dành không, có thể dành cho cháu xin khoảng 30 phút để cháu thực hiện cái thử thách này không ạ? Chú đang ngồi ở đây. À dạ vâng. Chú ơi thì trước khi thực hiện cái thử thách này thì cháu muốn hỏi chú một câu hỏi được không ạ? Chú có tin là một lá cây có thể nhuộm được tóc không chú? Chú không tin. Bởi vì thường ngày trước mà chú có đi nhuộm hay cô ở nhà đi nhuộm thì hoàn toàn dùng được hóa chất. Thế mà hôm nay thì cái sản phẩm của bên cháu nó sử dụng cho chú nó 100% từ lá cây nguyên chất. Thì cháu sẽ thực hiện cho chú, thì chú có thể là so sánh thử xem là cái chất lượng sau khi nhuộm của bằng một lá cây nó khác gì so với hóa chất. Được không chú? Nếu mà tốt như thế thì cháu thử cho chú luôn. À dạ vâng, thế thì bây giờ cháu có chú cùng thực hiện luôn chú nhé. Nhà mình ở gần đây không chú ơi? Nhà chú ở gần đây, cái đưa sáng nào chú ra đây tập thể dục. À dạ thế ạ. Xong rồi thì càng lại vào đây giải lát ngồi uống chén nước rồi về. À vâng. Nói lá cây mà nhuộm được tóc chú cũng thấy lạ thôi. Bên cháu thì là tiên phong đầu tiên khi mà sử dụng một lá cây để nhuộm tóc. Thì không biết là chú ở gần đây thì có bạn nào mà kiểu như là ngày xưa mà chinh chiến với chú trong chiến trường không chú? Có. Ở cái khu của chú cũng nhiều anh em cùng chiến trường cùng đơn vị. À dạ. Thế thì thả là mình cũng có cơ hội để gặp nhau, để có lại kỷ niệm đúng không? Thằng vẫn gặp nhau. Thế rồi thỉnh thoảng đi thể dục này cũng lại rủ nhau đi. À dạ. Nhắc đến cái tình cảm đồng đội. Vâng. Thì đối với chú là cao quý. Thế là bây giờ là chú đang ở với anh cả ạ? Tôi ở với thằng đầu rồi. À anh là vợ con hết rồi đúng không chú? Cả hai anh là vợ con hết rồi. Thì bây giờ chú cháu mình ngồi đây có thể tâm sự với nhau một chút cũng được, hoặc là nói chuyện với nhau một xíu cũng được. Cháu đã thực hiện cái chuỗi series này là một cái chuỗi series cộng đồng với chú. Series này của cháu thì nó hoàn toàn miễn phí và cháu sẽ thực hiện là nhuộm tóc bằng một lá cây cho các cô chú và các người lao động có tình trạng này bị bạc tóc này, không có thời gian để đi nhuộm tóc và không có cái kinh phí để mà đi nhuộm tóc. Mong muốn là sẽ gặp được những cái trường hợp giống như chú đây, nghĩa là những cái người mà đã có công cống hiến với đất nước này và những cô chú có những mảnh đời khó khăn, hoặc là những cái cô chú mà người lao động lao công chú, nó phải nhờ rất rất nhiều những cái công sức của những người ông cha như chú đã hy sinh bỏ ra. Thì cháu cũng muốn là cái series này của cháu sẽ mang lại một cái ý nghĩa sâu xa cho cộng đồng. Thì sau cái series này này thì cháu sẽ có một phần quà nho nhỏ, đó là cháu sẽ tặng cho chú một hộp sản phẩm nhuộm tóc này để chú thực hiện, là chú sẽ ở nhà chú sẽ thực hiện nhuộm tóc tại nhà. Và cháu cũng khuyên các cô các chú đang cái độ tuổi và cơ thể nó rất là nhạy cảm với các cái vấn đề như là hóa chất hay là thuốc men, thì mình sẽ nên sử dụng các cái sản phẩm từ thiên nhiên, nó sẽ an toàn hơn cho sức khỏe và các con chú có thể có thêm sức khỏe vui khỏe với đời và cùng với con với cháu của chú nhé. Cảm ơn cháu.